Máy cưa thì có cái con Hitachi, con này tay dài, máy cọp nha. Sáng giờ test máy cho anh em quá trời, giờ này nói không muốn nổi luôn. Rồi con này máy cọp, mấy cái con ốc còn rất là đẹp nha anh em. Đó, do đó anh em hương tình thì anh em ủng hộ kênh bên em ha. Rồi, cho cái đường chiều dài lam cho anh em coi. Con này lam nó 4 tấc 2 nha anh em. Lam con này 4 tấc 2 Hitachi. Con này thì nó khoảng 30cc, F10 1.9, xài gia đình rất là ok, cam đen. Rồi em giật thử cho anh em coi. Rồi 1.9 anh em ha. Đưa lên cân tính tiền. Con này 4.9 nha anh em, 4.9, xài gia đình rất là ok. Còn anh em nào muốn bốc hơn thì có cái con Echo. Con này là 2.1 triệu, con này nó có cái công nghệ gạt tàn hút nha. Đây, lại là một cái công nghệ gạt tàn hút. Thì khi mà anh em cưa. Đây cầm nè. Khi mà anh em cưa cái mặt cưa lâu ngày nó sẽ dính vô đây nè. Thì cái này nó có tác dụng nó đẩy vô đây nè. Nè anh em thấy không? Nó đẩy vô. Để lấy nét đó, nó đẩy vô vậy nè, nó đơn giản thôi nhưng mà nó lại hiệu quả. Thì cái này có tác dụng gì khi mà cái mặt cưa mình cưa nó bích vô đây hết, thì khi mà máy nó chạy cái chuông này nó quay nè, cái này mình đẩy vô một cái thì giống như là mình đưa cái tay vô mình gạt cái mấy cái mặt cưa đó, thì nó sẽ đẩy mấy cái mặt cưa ra làm cho cái máy mình nó nhẹ lại ha. Thì đây công nghệ rất là hay. Rồi con F11 này 2.1 triệu ha, Echo cái lam còn chữ rất là ok ha. Con này thì là 29cc nha nè, nhưng mà nồng đứng hay chạy nó bốc. Con này lam nó 3 tấc rưỡi ha, lam 3 tấc rưỡi. Chịu chăm xăng cho ta. Đây nó có vú bơm đây. Đứng thì chạy nó rất là bốc. Rồi và nó nhẹ luôn nha anh em. Rồi con này 3.9 ha, nó còn cái tem của thằng Nhật nó ghi ở đây nè. Nó ghi cái tên của nó hay gì đó, hay là ghi bùa gì, xài mãi không hư đó ha. Rồi anh em lấy con này rất là ngon. Rồi còn anh em nào mà muốn tay cục, ngày nãy giờ là đây là hai con tay dài, nhưng mà hai con tay dài phân khúc phổ thông nó rẻ hơn con tay cục này nữa. Con tay cục này là phân khúc cao cấp nha. Thì cái form này anh em nhìn đi là nó rất là ok. Con này là đi cái nó đi cây lam Hitachi, đi cây xin lỗi, cái máy Hitachi đi cây lam Taraka nha anh em. Đó, máy rất là đẹp luôn, le tự động luôn nè, đó, le tự động. Con này là anh em xài 10 năm nữa cái mod nó coi vẫn chưa lỗi mod nha, nó giống như cái con F8 nè. Với đúng rồi, con F8 với cái con F5 á. Hai con này cái thiết kế nó rất là hiện đại nha. Anh em xài 10 năm nữa chưa lỗi mod nữa. Rồi em giật thử cho anh em con F12, con này thì 2.3 triệu. Có phanh luôn ha. Con này thì cái dòng nó cái dòng cao cấp nên nó mắc tiền ha. Chụp giật trợ lực luôn nha anh em. Cái thắng nó làm việc rất là hiệu quả ha. Rồi con này thì cái lam nó là lam 3 tấc rưỡi nha anh em, lam 3 tấc rưỡi. Cân nặng của con này là 4.5 kg, yếu chút xíu ha, 4.5 kg yếu chút xíu, tăng đưa trên lam luôn. Đi cái lam Taraka rất là đẹp, chạy cực kỳ bốc. Rồi F12 2.3. Cuối cùng nữa là cái con F13, con này là Shinawa 346, con này quá quen thuộc với những anh em mà theo dõi kênh bên em rồi. Con này là xài gia đình mà xài rất là dòng cao cấp, xài rất là sướng anh em. Cái thằng mà 346 này nó nổ, tiếng nổ nó rất là bốc. Coi có đúng gì không, em sẽ nổ thử cho anh em coi ha. Con này anh em đi hạ cây đứng gì các kiểu, nói chung là cái con này thì hầu như không có ngán lộ gỗ nữa hết, đường kính nào nó cũng quất được hết.
Rồi đặc trưng có thằng 346 này là nước đề với nước hậu là nước nào nó cũng phê hết nha nè ha. Cái ga là cực kỳ nhạy luôn, đáp ứng là tức thì anh em nẹt cái nào là cảm nhận được cái tiếng máy luôn, rất là nhạy. Nước đề nước hậu là ok, với lại một cái ưu điểm nữa mà rất là nhẹ nên khoái đó là cái chắn tay cầm ở đây, cái bản nó rất là bự, đem lại cho sự an toàn cho những anh em mà cưa máy mà nhìn cái xích nó chạy mà hơi ghê đó ha. Cầm ở tay đây thì mình cảm giác rất là an toàn luôn. Rồi con F13 này 3 triệu nha. Con này thì cái lam nó là lam 4 tấc rưỡi nha nè, lam 4 tấc rưỡi. Cân nặng của nó thì chắc là tầm 6,2 kg ha. Con này nặng 6,2 kg. Rồi, cái lô F này nó chỉ đơn giản vậy thôi. Anh em nào có